Từ xưa đến nay, người ta thường hay có những cái khái niệm là đàn ông đi ngoại tình là vì giường chiếu, còn phụ nữ đi ngoại tình là vì tình cảm, vì cảm thấy cô đơn. Nhưng mọi người có công nhận đàn nào đi ngoại tình thì cũng vì giường chiếu cả thôi. Chẳng có ai đi ngoại tình mà chỉ nhắn tin tâm sự hay là gặp nhau, chỉ ngồi bên cạnh nắm tay động viên cả. Điểm đến cuối cùng vẫn là cái giường thôi. Nói thế cho nó vuông. Phụ nữ đi ngoại tình mới đầu thì bảo là cô đơn, buồn chồng. Nhưng khi mà tỉ tê tâm sự, nhắn tin được vài tin nhắn động viên an ủi nhau, nghe có vẻ thấu hiểu nhau lắm, thì mục đích cuối cùng vẫn là giường chiếu. Đàn ông thích của lạ, đàn ông thích gái đẹp, thì phụ nữ cũng thích trai lạ, cũng thích những cảm xúc mới lạ lắm. Và cũng có nhiều chị em thích giường chiếu lắm. Có khi với chồng thì né tránh chuyện ấy đây đẩy ra, nhưng với người tình thì lại cuồng nhiệt lắm. Nên đừng có lấy lý do là vì mình cô đơn, mình bị chồng vô tâm, bị chồng phụ bạc nên mình mới đi ngoại tình. Đàn ông hay phụ nữ đều như nhau cả thôi. Chồng mà không có thời gian dành cho mình cảm thấy cô đơn là mang lý do anh bỏ em cô đơn. Nếu chỉ cô đơn thì các chị chỉ nhắn tin tâm sự thôi chứ, tại sao nhắn tin tâm sự xong rồi cũng lại giường chiếu? Thế là thế nào?